người mẹ. Dù cho con của mẹ có tàn phế tới đâu, dù cho con của mẹ có xấu xí đến đâu, thì người mẹ cũng yêu thương chân thật và ngọt ngào. Đồng ý không quý vị? Bởi thế cho nên 8 năm qua thầy đứng tối ngày không dám nghỉ, cũng vì hiểu được lòng của những người mẹ. Chỉ có mẹ mới thương con chân thật nhất mà không. Tại sao con khóc? Nó vẫn biết khóc mà. Thấy mẹ khóc nó vẫn biết khóc nha mà. Vậy con người dù tàn tật tới đâu đi nữa, còn một chút hiểu biết vẫn có lòng hiếu thảo. Nhưng thường chúng ta bị bỏ quên do cuộc sống này, do vật chất kim tiền này, do danh lợi này, do cám dỗ mà chúng ta quên đi hiếu thảo mà thôi. Kể cả bản thân nó thấy nó mẹ khóc nó vẫn biết khóc mà. Để hôm nay thầy làm cho con nói được hoặc đi được, ít nhất phải được một món. Quý vị có chúc mừng em không? Con nói nè, đau quá. Đau. 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 Quá. 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 Con nói lại nè, bắt đầu nè. Đau quá, con nhìn biển này. Nhìn cái biển này nha. Muốn nói chữ đau là mình phải ngậm miệng vào. Đau. Muốn nói chữ quá là nhọn cái miệng ra. Quá căng nè. Quá. Bởi vì con chưa từng nói phải nhìn miệng này. Mất cười à. Đau. Đau quá. Đau quá. Nhìn miệng con thật nói nè. Đau. Đau quá. Chúc mừng đi.